Thời gian qua, cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn huyện Đất Đỏ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là trên cây lúa, qua đó dần thay đổi được tập quán sản xuất, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận. Đây là nền tảng cho nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tái cơ cấu hiệu quả ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững phát triển. Việc ứng dụng cơ giới hóa trên cây lúa tại huyện Đất Đỏ đã có bước phát triển mạnh. Đến nay, mức độ cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch của huyện đạt 100% giúp nông dân huyện thực hiện đúng lịch thời vụ, giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt cơ giới hóa trong khâu thu hoạch đã góp phần giảm tỷ lệ thất thoát, nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo, đồng thời giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và tăng thu nhập cho nông dân. Để tăng tỷ lệ cơ giới hóa, từ năm 2019 đến nay, huyện đã hỗ trợ các hộ dân gần 1,4 tỷ đồng để đầu tư 45 máy cày, máy gặt đập liên hợp. Ngoài chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhiều tổ chức cá nhân đã đầu tư máy gặt đập liên hợp để phục vụ nhu cầu của nông dân. Tăng cường hơn nữa việc cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất, góp phần thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, gắn với xây dựng nông thôn mới. Huyện sẽ tập trung rà soát quy hoạch, chỉ đạo sản xuất các cây trồng chủ lực theo hình thức sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành cánh đồng lớn. Tiếp tục vận động người dân ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, đồng thời đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn phù hợp với việc đưa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.